Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nhiều nhà hoạt động ủng hộ việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ. Ngày 11 tháng 9, AFA Tiếng Việt có bài bình luận một số nhà hoạt động vui mừng khi Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ song phương. Theo đó, một số nhà hoạt động xã hội bất đồng chính kiến và chức sắc tôn giáo ở Việt Nam đã bày tỏ vui mừng khi Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, coi đây là một trang sử mới trong lịch sử ngoại giao và lịch sử dân tộc. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời đạo diễn Lê Quang Hiển, Phó Hội trưởng Thường trực kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Thuần Túy, Thư ký Hội đồng Liên Tôn, nói rằng dân chúng rất phấn khởi và hy vọng rằng việc Mỹ nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, đó là một điều rất đáng mừng, vì có thể đây là một cơ hội để đất nước Việt Nam được nâng lên ngang hàng với các nước tiên tiến trên thế giới. Đồng quan điểm, AFA dẫn lời cựu tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng, nói ông rất vui và hy vọng đây là một sự kiện trọng đại mở ra một trang mới không chỉ là quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mà quan trọng hơn là trong tiến trình phát triển của đất nước. Dĩ nhiên, điều đó rất có ý nghĩa trong chiến lược phát triển và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. AFA tiếp tục dẫn quan điểm của nhà báo kỳ cựu Nguyễn Đình Ấm phân tích việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên tầm chiến lược có lợi cho cả hai bên. Việt Nam sẽ xuất khẩu sang Mỹ được nhiều hơn, được Mỹ đầu tư hơn, nhất là khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế. Đặc biệt trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, khi Việt Nam làm bạn chiến lược với Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ bớt hung hăng và coi thường Việt Nam. Ông Lê Quang Hiển cũng bày tỏ sự hy vọng, bằng việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ, ban lãnh đạo của Việt Nam sẽ tìm ra một biện pháp để dần thoát ảnh hưởng của Trung Quốc. Ông đề nghị Việt Nam nên cho Hoa Kỳ thuê cảng Cam Ranh hoặc một vùng đất nào đó để lập căn cứ quân sự, thì Trung Quốc sẽ không bao giờ dám hà hiếp hay xâm lấn Việt Nam nữa. Đối với vấn đề nhân quyền là ưu tiên, cũng như tự do tôn giáo là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ. Vì vậy, ông hy vọng sau chuyến thăm này của Tổng thống Biden, thì Việt Nam có thể cởi mở một phần nào và dân Việt Nam sẽ có chút tự do về nhân quyền và tôn giáo. Hình ảnh quan hệ Việt-Mỹ được nâng cấp nhảy bậc. AFA dẫn lời Linh Mục Lê Ngọc Thanh của Dòng Chúa Cứu Thế nói, tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam sẽ phải có những thay đổi tích hợp, ví dụ như phải thay đổi quan điểm của mình, coi tôn giáo là một thế lực đối lập, từ đó phải chuyển thành coi tôn giáo như là một nguồn lực phát triển. Nếu mà xem tôn giáo là một thế lực đối trọng thì tự nhiên mình tự triệt tiêu đi hơn 50% năng lực phát triển của mình. AFA dẫn lời một nhà hoạt động môi trường ẩn danh cho rằng, song song với những kỳ vọng về việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam cũng cần thực thi những lời hứa từ xưa là tôn trọng nhân quyền, cải cách kinh tế nhưng phải tôn trọng bảo tồn và bảo vệ môi trường, cởi mở trong quan hệ chính trị và lắng nghe những mong muốn nguyện vọng của công dân. Hà Nội cần hạn chế việc đẩy tiếng nói của người dân trở thành thù địch và chống phá, nhìn nhận đa chiều những góp ý để xây dựng đất nước tốt đẹp và văn minh. Nhà báo Nguyễn Đình Ấm thì cho rằng Việt Nam cần cải cách thay đổi thể chế từ độc tài đến tự do và dân chủ. Mọi cam kết sẽ không hề tồn tại lâu dài nếu dư luận và Quốc hội Mỹ phản đối. AFA dẫn dự báo của Thượng tọa Thích Không Tánh cho rằng, rõ ràng họ vẫn đàn áp, cô lập, sách nhiễu các nhóm tôn giáo độc lập thôi. Họ không bao giờ cho tự do tôn giáo thực sự. Có chăng họ thêm quyền nới rộng cho các tổ chức tôn giáo lệ thuộc nhà nước hay những tổ chức tôn giáo quốc danh chịu sự điều hành của chế độ, thì đương nhiên là nó được phát triển nhiều hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin nhiều nhà hoạt động ủng hộ việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ. Phát biểu của Tổng thống Biden bị truyền thông nhà nước kiểm duyệt. Theo thông tin từ VOA ngày 11 tháng 9, bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã bị truyền thông nhà nước Việt Nam cắt ngắn đi. Hình ảnh VOA đưa tin. Sau khi kết thúc cuộc hội đàm vào chiều ngày 10 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu ngắn gọn tại trụ sở Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần phát biểu bị cắt đi là phần liên quan đến vấn đề nhân quyền khi phía Mỹ thảo luận với Việt Nam hôm 10 tháng 9. Theo VOA khảo sát những video thời sự có phần dịch lồng tiếng được phát sóng trên các đài truyền hình nhà nước, cùng bài đăng trên một số website báo mạng khác cho thấy phát biểu vốn đã ngắn ngủi của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau cuộc họp với nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đã bị cắt bỏ chỉ chừa lại một vế. Phát biểu của ông Biden về nhân quyền theo bản ghi do Nhà Trắng công bố và theo video thu trực tiếp tại hiện trường nói, tôi cũng đã nêu lên tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền
là ưu tiên hàng đầu của cả chính quyền của tôi và của người dân Mỹ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về vấn đề đó. Trong khi đó, phiên bản được sử dụng trên truyền thông nhà nước Việt Nam chỉ nói, tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền con người. Nhân quyền cũng là một trong những vấn đề gai góc nhất trong quan hệ giữa hai nước, và Việt Nam luôn tỏ ra nhạy cảm về những chỉ trích mà họ cho là thiếu khách quan. Các tổ chức theo dõi nhân quyền nhận định là nhà chức trách Việt Nam trong những năm qua đã tăng cường trấn áp xã hội dân sự nhằm mục tiêu không chỉ vào những người bất đồng chính kiến mà còn mở rộng sang những người vận động vì môi trường. Nhiều cá nhân và tổ chức trước đó đã hối thúc ông Biden mạnh mẽ lên tiếng về thành tích nhân quyền của Hà Nội khi ông hội đàm với các nhà lãnh đạo nước này. Một số nhà lập pháp Mỹ còn nói với VOA sẽ là một sai lầm nếu nâng cấp quan hệ mà không có sự cải thiện về nhân quyền. Việt Nam luôn bác bỏ những cáo buộc vi phạm nhân quyền, nói rằng họ chỉ bắt giữ những người vi phạm pháp luật Việt Nam. Các quan chức Mỹ thì nói rằng họ có nêu lên những quan ngại với phía Việt Nam, nhưng làm điều đó một cách kín đáo và tế nhị. Hình ảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong cuộc họp báo vào cuối ngày 10 tháng 9, ông Biden khẳng định ông không đặt bất cứ thứ gì lên trước nhân quyền. Thông cáo của Nhà Trắng về việc Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đề cập tới nhiều vấn đề, trong đó tầm quan trọng của nhân quyền. Thông cáo nói rằng Tổng thống Biden nhấn mạnh tính phổ quát của nhân quyền và tầm quan trọng của sự hợp tác song phương nhằm thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, lập hội, hội họp ôn hòa, tôn giáo hay tín ngưỡng trong và ngoài nước. Hai ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt chân đến Hà Nội, chính quyền Việt Nam phóng thích ông Nguyễn Bắc Truyền hôm 8 tháng 9, người bị chính quyền Việt Nam tuyên án 11 năm tù. Báo TAZ của Đức dẫn lời Bộ Ngoại giao Đức hoan nghênh việc trả tự do cho nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyền. Bộ này nói thêm đây là một động thái nhân đạo quan trọng của chính phủ Hà Nội. Hồi đầu tháng 9, thân nhân của hàng chục tù nhân lương tâm ký tên chung vào một bức thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kêu gọi ông lên tiếng cho hàng trăm nhà hoạt động đang bị cầm tù và Việt Nam phải dừng việc dùng họ làm món hàng mặc cả với chính phủ các nước tự do, trong đó có Mỹ. Trong thư ngỏ công bố ngày 1 tháng 9 với hơn 60 gia đình tù nhân lương tâm ký tên, các gia đình nói họ hân hoan đón nhận tin người đứng đầu Nhà Trắng đến Hà Nội để nâng cấp quan hệ ngoại giao song phương. Theo thông tin, ngoài vấn đề nhân quyền, ông Biden cũng nói về việc hợp tác trong các vấn đề như chuỗi cung ứng, chất bán dẫn, thương mại, đầu tư khí hậu, năng lượng sạch, y tế toàn cầu, ung thư và HIV/AIDS, cũng như an ninh bao gồm cả chống buôn người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin phát biểu của Tổng thống Biden bị truyền thông nhà nước kiểm duyệt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.